chồng yêu. Vợ à? Rồi. Nhưng mà nhìn chồng đáng yêu thế. Sao đây? Sao sao ấy? Sao sao là sao? Khó chịu. Khó chịu thật à? Vợ bảo này, vợ có hai tin, một tin tốt, một tin xấu ấy. Chồng có muốn nghe không? Thì nghe tin tốt đi. Tin tốt á, là cốc cà phê sáng nay của chồng ấy, vợ lỡ cho cố tinh bảo bổ thận cố tinh vào rồi. Cái gì? Ôi trời ơi, thảo nào chồng thấy trong người khó chịu, cứ dạng hết cả dồn à, dồn hết cả dạng. Thật. Mama, thế còn tin xấu? Tin xấu là hôm nay vợ vừa đến ngày. Đúng là cái đồ. Đồ. Đồ gì? Đồ dã man. Vợ yêu chồng. Yêu không tí. Cố tinh bảo bổ thận cố tinh, sinh lực phái mạnh.